Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2021, tại hội trường cấp ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021 cho các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban kiểm tra các đảng bộ chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Bá Ngà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, khai mạc và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề. Tham dự tại hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng của huyện ủy, trung tâm chính trị huyện. Tại hội nghị, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã truyền đạt tới 80 học viên 5 chuyên đề chính gồm công tác kiểm tra giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với các tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra tài chính đảng. Trong thời gian 2 ngày, các đồng chí học viên được truyền đạt và nắm rõ các chuyên đề như đã nêu trên, cùng nhau thảo luận đi sâu phân tích những nội dung mới, những khó khăn vướng mắc có thể gặp trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và giải pháp khắc phục những tình huống phát sinh trong thực tế và liên hệ với tình hình thực tế ở địa phương trong huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc lớp tập huấn đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy phạm văn thiết nêu rõ tầm quan trọng của lớp tập huấn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí chủ nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đảng bộ chi bộ trực thuộc huyện ủy, đồng chí mong muốn các học viên nghiêm túc tiếp thu nội dung của các chuyên đề, tiếp tục đi sâu nghiên cứu những quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, đồng thời bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, từ đó vận dụng xử lý các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương. Đồng chí cũng khẳng định công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng có vai trò hết sức quan trọng, nếu làm tốt sẽ góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.